Này người ơi, ta mau bước chân lên đường, đường về quê hương ta mình mù xa thăm. Nào cùng đi với nhau, cùng hòa vang tiếng ca, Chúa đang đi cùng với ta. Này người ơi, ta mau bước chân lên đường, chàng chào chi ta ra đi đừng gây ra. Đừng còn vô thế gian, đừng còn ham tiếc chi, lên đường bước theo dấu chân Giê-xu. Bước đường dài hiểm nguy, nhờ Giê-xu giúp ta vượt qua. Dưới trời hừng nắng mưa, cầm tay Chúa bước đi bình an. Này người ơi, ta mau bước chân lên đường, cùng kề vai tương lai ta cùng gần qua. Dù ở nơi khó khăn, dù gặp bao hiểm nguy, Chúa đem đi cùng với ta. Dùng tình yêu thương ta giúp cho mọi người, tìm tội nhân đưa mau về gần bên Chúa. Đồi cao kia sẽ bị đồi dời, núi đồi kia sẽ bị đồi dời. Đồi cao kia sẽ bị đôi dời, bởi đại quyền thánh lên muôn đời. Sông sâu ngăn trở hành trình con chân, núi rộng và sâu trước mặt. Đi tới sông kia chia đôi liền, con đường qua bên bờ kia. Không với quyền, với năng lực, bởi đại quyền thánh linh muôn đời. Không bởi quyền, bởi năng lực, bởi đại quyền Chúa ban cho người. Này con quyền, giá những lần, những xa xa, một điều lắm. Để vui chân, nhận Chúa, nhờ chân Chúa, cuộc hợp vang. Lĩnh vực truyền giáo trong Kinh Thánh có nói lên một gương truyền giáo làm chứng cứu người, mặc dù người đó đang ở trong tù nhưng làm chứng được một người tin Chúa. Đố người đó là ai và cái người mà được Phaolô mà được làm chứng được cứu đó, tên gì? Rồi, xin mời cô Hà. Chưa đúng. Đó là thầy Phục. Chưa đúng. Tên người đó mà. Tên rất là rõ ràng. Không đố mục sư. Xin phép. Mục sư cũng quên rồi. Một Phaolô là đúng. Một nữa là câu hỏi, Phaolô là làm chứng cho một người mà tên Chúa mà ở trong tù. Yeah, okay, thank you.
Bây giờ là xin mà gợi ý là mở ra trong sách Philemon. Onesim. Yeah. Đúng rồi. Cái người mà Paulo mà làm chứng ở trong tù là Onesim. Đúng không? À. Thấy chưa? Onesim. Rồi, mọi quà cho cô Hà và ông ơi thánh Chúa, Chúa Chúa có Đức Chúa Trời. Khi Ngài đại năng, cao cao quyền quang. Ngài thánh Chúa, Chúa Chúa có Đức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền thái Ngài. Ông trời thánh Chúa. Ngài sáng luôn, Ngài Chúa hay kiến xây tôi lên đường. Lúc xa chưa tình thương, cầu xin Giêsu sớm hơn đi bên tôi, dạy tôi rao danh Ngài trên khắp các ngôi. Lạy Chúa hay kiến xây tôi lên đường, qua bốn phương lòng tình thương. Sẽ gặp hai cách vui mừng, người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng mang bó lúa mình.